chùa Thiền Viện Tại Quan nha các bạn, ở đường Linh Trung. Thank you.
Rất là sạch sẽ cho các bạn ở tại chùa Tại Quang ở đường Linh Trung, thành phố Thủ Đức các bạn. Thank you.
tương thỉnh với thầy phương tử chúng ta ổn định vị trí, sau đó mình mới bắt đầu Oh.
đồ ở đây. Cả nhà nhớ nha, ngày rằm mỗi tháng đúng không? Là 1/30, cái 7 thì lấy 15 đúng không? Tới hôm qua nào không có một cơ chay. Ngày do đó lượng thức ăn sẽ đại thấp, nó chưa được đầy đủ. Thank you.